Làng giải trí Thái Lan ngày 6 tháng 8 vừa qua chấn động với thông tin về vụ nam diễn viên Thái Lan Thanapat Thanachakumphisan Toitoy làm hại bạn gái, khiến cô không ai ra đi tại nhà riêng. Điều này khiến công chúng châu Á không khỏi xôn xao, bởi anh được biết đến là một diễn viên trẻ điển trai gia nhập làng giải trí vào năm 2020 với vai phụ trong bộ phim đam mỹ nổi tiếng Why Are You The Series. Ngay lập tức, sự việc trở thành tâm điểm quan tâm của dư luận. Đồng thời, hình ảnh của Thanapat Thanachakumphisan bắt đầu được đăng tải chia sẻ khắp các mặt báo và mạng xã hội. Đáng nói hơn, mới đây, một sao nữ Vivid đã khiến công chúng phải đặt dấu chấm hỏi khi cô có động thái liên quan đến nam tài tử này. Cụ thể, trên trang cá nhân, Đỗ Khánh Vân đã chia sẻ hình ảnh của Toitoy cùng vụ án nghiêm trọng anh đang vướng phải. Thế nhưng, điều gây chú ý nhất ở đây chính là việc cô nàng đặt hình ảnh của nam diễn viên người Thái và Ali Hoàng Dương cạnh nhau. Dường như nữ diễn viên mắc biết đang muốn ám chỉ chuyện Toitoy và Ali Hoàng Dương có ngoại hình tương đồng. Không những thế, Đỗ Khánh Vân còn gắn thẻ đàn anh vào bài viết của mình và ghi dòng mô tả có thái độ hớn hở. Ơ kìa anh mình... Hành động của Khánh Vân ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích của đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả và đặc biệt là người hâm mộ của Ali Hoàng Dương cho rằng nàng diễn viên mắc biết đã có màn so sánh kém duyên giữa đàn anh và một đối tượng hiện đang bị bắt vì nghi trực tiếp hại bạn gái. Bên cạnh đó, netizen còn vô cùng bức xúc cho rằng Khánh Vân thiếu suy nghĩ, cười cợt không đúng chỗ khi vụ việc này không phải là chuyện đem ra để đùa vui. Một số bình luận của cư dân mạng: bộ chị ấy đăng cái này lúc đang ngáy ngủ hay gì? Thật sự là không suy nghĩ hay sao mà lấy chuyện này đem ra đùa vui vậy? Ví dụ như giờ ai đó so ngoại hình của chị giống tội phạm thì chị có chịu được không? Hết lần này tới lần khác luôn đó, chị không biết rút kinh nghiệm hay sao? Vô tình bị so sánh với một cái tên đang ồn ào, Ali Hoàng Dương không có động thái trực tiếp đáp trả Đỗ Khánh Vân mà viết một dòng status đính chính trên trang cá nhân. Quán quân giọng hát Việt dùng thái độ vui vẻ để nói chuyện việc vô tình có ngoại hình giống ngôi sao Thái Lan. Anh chàng viết: cả nhà ơi, con kiến em còn không dám G3 chấm. Rất nhiều người đều nhận ra nhiều điểm trùng hợp trên khuôn mặt của Ali Hoàng Dương và diễn viên người Thái. Chắc vì lý do đó mà nam ca sĩ dường như không quan tâm đến chuyện bị Khánh Vân so sánh một cách kém duyên. Trước phản ứng của netizen, hiện tại Khánh Vân cũng đã xóa bài đăng story của mình. Được biết, nổi tiếng qua phim Mắt Biết chưa được bao lâu, Đỗ Khánh Vân đã sớm trở thành cái tên ồn ào khi liên tục có thái độ, hành động khó hiểu, bị công chúng chỉ trích. Được nhớ đến với hình tượng ngây thơ dễ thương bởi vai diễn Trà Long, nữ diễn viên sinh năm 1995 gây sốc khi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cận cảnh khoe hình thể. Trong lần khác, khi tự so sánh nhan sắc của mình giống với huyền thoại nhan sắc của Hồng Kông Vương Tổ Hiền, Khánh Vân nhận về nhiều ý kiến tiêu cực vì quá tự tin. Cô nàng này cũng từng khiến dân tình sốc đến tận óc khi chụp hình vui vẻ bên bia mộ. Nhiều người cho rằng cô nàng thiếu suy nghĩ, vô tư đến mức có những hành động phản cảm.